Hi, chào các bạn quay lại với kênh Sabo Gaming. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với tựa game Beat Buggy Racing 2 nha các bạn. Mình mới vừa mở khóa được một con xe các bạn. Con này nó có tên là Baja Jumper. Nó khá là giống với chiếc Denbury các bạn. Bên cái phần Hillland Racing 2 và mình phối cái màu cho nó nè, cái màu hồng và cái màu vàng. Nhìn đẹp ghê chưa? Đó. Còn cái nhân vật thì mình vẫn chọn luôn là Max Kelly các bạn. Nhân vật này có cái chiêu tàng hình rất là hay luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đua thôi các bạn. Đầu tiên mình sẽ đua ở đây trước. Rồi. Cái đường đua này hình như là không có cái đường tắt các bạn. Chúng ta sẽ test con xe này. Một tên, hai tên, vậy mình dẫn đứng thứ năm. Mình không lấy được cái nào hết. Có chiêu này lợi hại ghê chưa. Bum. Dính tới mình luôn. Bum. Hên quá. Có cái chiêu tàng hình mà các bạn thấy không? Lợi hại chưa? Giờ đến mình tăng tốc. Ôi. Một hơn. Hên quá, mình có cái chiêu sạc điện các bạn. Rồi. Dứt luôn rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục cái đường đua này các bạn. Con xe này cái màu nguyên thủy của nó là cái màu đỏ các bạn. Ồ, hình quá, lấy được một cái nè. Một tên nè, hai tên nè, ba tên nè. Đẹp cha đấy. Nhưng nghe nhạc cầm tính đòn rồi. Xe nó nhỏ gọn, tăng tốc khá là nhanh các bạn. Bum. Ủa, ở đâu có cái chiếc nó bay ngang lên kia kìa. Cái này nó có nhiều cái đường tắt mà mình chưa biết được các bạn. Chưa biết hết cái đường tắt. Hên quá, chưa bị trúng. Đó. Xả cái chiêu. Mày hả? Thật quá, mình còn cái khiên bảo vệ. Mình đã được cái chiêu bò gống rồi nè. Ôi trời, về nhì các bạn. Ở cái này có cái chiêu tàng hình nữa nè. Rồi. Tiếp tục. Cái đường đua này ngon nè. Đường đua này nó cũng có cái đường tắt nữa các bạn. Mà không mình thấy cái đường tắt mà mình chưa vô bao giờ luôn. Hôm nay thì mình sẽ khám phá cái đường tắt đó rồi. Đường đua sa mạc. Đây nè, các bạn thấy không? Đường này cũng nổ khá là nhiều. Cũng
nguy hiểm ấy. Rồi mình đứng thứ 6 luôn rồi. Không vô cái đường hầm nữa rồi, cái đường hầm nó nguy hiểm quá. Vậy thì nữa rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục mình sẽ đua bên đường đua con khủng long rồi. Nhảy kiểu gì mà đây cuối luôn rồi. Có được cái chiêu bò gống này, chiêu này khá là ngon luôn các bạn. Chết. Ôi vị nhất các bạn, lần này thì được vị nhất. Ô, có một cái tay đua mới nữa nè các bạn ơi. Rồi chiến luôn, cơ hội để mở khóa một cái tay đua mới nữa nè. Ồ, cái con xe mình tăng tốc có lý rồi đó. Bạn ơi bạn, cố gắng mình bỏ xa nó mới được các bạn, nó chạy gần nguy hiểm quá. Lấy được cái kia rồi nè. Tắt tắt luôn.
mình có một title mới rồi các bạn ơi. À, mình mở được cái title mới này rồi. Ngon chưa? Title này có cái chiêu là bắn cà rốt nè các bạn. À. Rồi, hôm nay thì mình cũng xin dừng ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp nhé. Clip kế tiếp thì mình sẽ đua cùng với cái title mới nè các bạn. À, cái title có cái chiêu bắn cái cà rốt rồi nè. Đó, mình chỉ còn một cái người máy nữa là xong rồi. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp nhé.